Hello, chào các bạn. Chào các bạn quay trở lại với kênh MotoBike HT Vlogs của mình nha. Thì hôm nay có một vị khách đến đây gắn nguyên một bộ đồ chơi cho Yamaha R15. Đây các bạn. Nguyên một bộ đồ chơi đến từ thương hiệu Shark Power. Này gắn gì anh? Gắn chế bơm nổ chậm. Trời, bên mình có chế bơm nữa hả? Rồi xong luôn, ngày mai công an tới tìm anh nha. Các bạn ơi, anh này là anh Hoàng, kỹ thuật trưởng ở đây nha. Ông chuyên gắn bom hẹn giờ này, công an hốt tới hốt ông đi. Wow, tới hai lớp lận luôn kìa. Hai bên. Này bên cửa hàng mình bán không anh? Bán gì? Bán cái này nè. Có đầy đủ, thích là có hết. Giá nhiêu ta? Giá này hỏi liên hệ của mình. Mà bộ này gọi là cái gì anh? Bộ số gãy. Bộ số gãy hả? Ôi nhức đầu hai ông chú này thiệt chứ. À là mình đi là mình không biết khi nào xe nó bị gãy số hả? Đúng rồi. Hại não thiệt chứ. Bên mình thì gắn đầy đủ phụ kiện đồ chơi hết nha các bạn. R15 hình như là có che kích nước nè, chống độ nè, rồi nhiều lắm, không nhớ được. Các bạn muốn gắn cái gì cứ liên hệ mình. Có chế đèn, thay nguyên cái đèn nhỏ nhỏ mà mỏng mỏng đây nè đó. Không biết tên là cái gì hết á. Rồi mình biết cái này là cái gì rồi. Như số gãy này lát gắn vô đây nè. Còn một cái bát gắn biển số nữa. Hiện tại thì Yamaha R15 bên mình mới về một màu mới đó các bạn. Mình sẽ làm clip cho các bạn coi nha. Và giá của nó hiện tại là 72 đến 73 triệu. Là đã có phí VAT nha, chưa có phí làm biển nha. Anh em nào muốn biết giá sau khi ra biển là bao nhiêu thì cứ liên hệ solo cho mình nha. Giá này mình báo là giá đã có phí VAT, anh em có thể tự làm biển nha. Đây, tại anh này đang cầm trên tay đó chính là cái bát cần số các bạn. Rồi bữa anh này anh đi học mà thầy quên dạy cái chỗ này rồi. Giờ phải lên nữa coi. Cái này thì có rất là nhiều màu các bạn, nhưng mà bạn này bạn chơi lấy màu trắng. R15 bên mình là có bát hạ phục luôn nha các bạn. Theo như mình cảm nhận thì những cái dòng xe đến từ thương hiệu Yamaha như là R15, MT15, DR155, khi các bạn chiều cao có giới hạn mà chống chân nói chung là hơi cực một chút xíu thì các bạn có thể đến hạ bát bên mình nha. Biển hạ bát đó hình như theo như mình biết là khoảng tầm 300 mấy 400 gì á. Bước đầu gắn được một miếng các bạn. Đó, thêm miếng nữa. Nhìn sơ bộ đã hình thành được rồi. Nãy giờ hỏi mấy ông này là cái này rồi công dụng nó là cái gì mà mấy ông thì không thèm nói mình luôn, mình giận. Số gãy là đi gãy số rồi. Bộ số gãy. Mà nó làm gì ta, gắn cho đẹp hay là sao ta? Nó nhẹ số hả? Các bạn thấy nha, mấy anh kỹ thuật rồi nhân viên đây dễ thương, ghẹo mình miết. Thấy mình hiền, ghẹo mình miết. Đó, ghê chưa? Tuyệt vời. Này bộ này gắn hai bên luôn nha các bạn. Đây là những nhân vật rất là quen thuộc khi xuất hiện lên clip của mình. Đây thương hiệu Sachs Powerwork. Thì các bạn mua phụ tùng có thể đến với Yamaha Minh Long quận 12, địa chỉ là 117A đường Lê Văn Khương, Hiệp Thành quận 12 thành phố Hồ Chí Minh nha. Bên mình thì ngoài việc bán xe còn có bán phụ tùng kèm theo luôn. Các bạn muốn chơi cái gì thì cứ comment cho mình ở dưới. Mình kiểm tra có là mình sẽ hú các bạn qua đây hút liền. Các bạn sẽ được gặp những anh nhân viên kỹ thuật ở đây rất là dễ thương, lắp ráp cho các bạn. Làm tốt nha anh xíu, em bo cho 500 tối nay đi cà phê gáy gú được. Đâu có cho đâu, mạnh miệng nói vậy thôi. Đây cái này là cái gắn biển số nè các bạn. Đây nó lát gắn vô đâu đây nè, đó. Không phải không? Có cái gắn cái này chạy kìa. Đổ nước vô chạy được. Anh ơi, cái bộ này bao nhiêu tiền anh? Bộ này hả? Rẻ mà. Rẻ mà. Vậy là bao nhiêu anh? Triệu 7 hả? Triệu 7. What? Thiệt chứ. Để. Ok các bạn ơi. Hỏi anh kêu cái bộ số gãy này là 1.7 triệu nha. Đây thì cái hộp nó đây rất là đẹp nha. Nó có 2 lớp lận. Phụ tùng bên mình thì các bạn cứ yên tâm đến đây. Các bạn đến đây mua phụ tùng kêu là gặp anh Trào, hay còn gọi là Trào chó điên á. Đó. Cái biển số này các bạn gắn lên thì nó sẽ nhộng cái phao câu lên, trông nó sẽ mới lạ hơn một chút xíu. Bên mình thì hiện tại R15 có 2 màu các bạn lựa chọn nha, đó chính là màu xanh ruby và màu đen. Xe thì bảo hành chính hãng nha, xe mình là xe nhập nguyên chiếc từ Indonesia về các bạn, chứ không phải là lắp ráp tại Việt Nam nha. Có một anh comment cho mình hỏi là ủa xe này sao nghe nói là lắp ráp ở Việt Nam? Không có nha, xe này là xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia về. Yamaha Việt Nam nhập nguyên một chiếc từ Yamaha Indo về, xong rồi phân phối cho các đại lý Yamaha được Yamaha Việt Nam ủy quyền. Thì Yamaha Minh Long quận 12 mình là đại lý Yamaha được Yamaha Việt Nam ủy quyền phân phối dòng Yamaha R15 và Yamaha MT15 chính hãng, bảo hành 3 năm hoặc 30.000 km trên toàn hệ thống Yamaha toàn quốc luôn. Anh em muốn mua xe thì cứ đến với Yamaha Minh Long quận 12 mình nha. Địa chỉ là 117A đường Lê Văn Khương, Hiệp Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Anh em nhớ địa chỉ chưa? Mua chợ góp thì cứ kêu lên đây gặp Hoàng HD nha. Hoàng HD mua chợ góp trả trên 50% sẽ được nhận cả vẹt gốc, quá là tuyệt vời luôn. Thì nói chung là dòng MT, Yamaha MT, R15 với XSR thì bên mình có một số món phụ kiện để các bạn tham khảo, khoảng 3-4 món gì đó. Hiện tại thì đang có sẵn tại cửa hàng luôn. R15 với MT15 thì mình thấy gắn hạ phục, chống độ, che két nước, thì cái xi nhan thay là nhiều. Còn DR155 thì mình thấy thay gắn thêm cũng là chống độ luôn, che két nước, hạ phục, cái ba ga sau. Đó. Rất là nhiều anh em hỏi mình. À rồi mình biết cái này là cái gì rồi các bạn ơi, cái này là cái số gãy như để vô số nè, nhìn cũng khá là đẹp nha. Cái này thì gắn hai bên luôn, 1.7 triệu, 1.7 triệu một bộ số chống gãy. Cái này gọi là cái gì ta? Bắt gấp biển số. Bắt gấp biển số 450 các bạn, 450 bắt gấp biển số và 1.7 triệu cho số gãy. Đó, hiện tại các bạn có thể đến với Minh Long quận 12, chỉ 117A đường Lê Văn Khương, Hiệp Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh nha. Mua phụ tùng thì cứ đến đây gặp Trào, còn các bạn muốn liên hệ số bạn Trào thì cứ comment cho mình ở dưới, mình sẽ cho số bạn Trào cho các bạn luôn. Tuyệt vời. Bán xe, bán phụ tùng, tặng kèm theo người luôn. Rồi bây giờ sẽ chuyển qua bên phải thay nha các bạn. Đó. Ok, sau khi gắn xong thì nó hình thù ra như thế này các bạn. Đó. Đây là bên phải nha. Thì cái miếng này ở bên phải thì gỡ ra nè, không có xài nữa bỏ nha các bạn. Đó. Sau khi gắn xong thì còn tồn động lại 3 miếng. Này là cái thắng nè, cái thắng mình gắn đây, lúc trước là mình gắn đây nè. Này là cái móc số thì mình gắn bên kia. Này cái bát này hình như nằm đây nè, thay bằng một mới luôn. Gắn vô nhìn nó sáng xe hàng lên các bạn. À, bởi vì xe tông màu đen mà nhìn nó sáng lên. Đây còn đây là bên trái nè các bạn. Đó, hồi nãy có dư một cái cần móc số á, thì thay bằng cần móc mới rồi, cũng rất là nhẹ nha. Này, cũng rất là chắc chắn luôn. Bẹn không được luôn. Làm như siêu nhân rồi. Thằng này xàm thiệt. Ok, sau khi thay cái cần nảy số giá là 1.700.000 thì chiếc Yamaha R15 sẽ ra hình thù như vậy. Đó. Đây các bạn, này gắn cái bát nâng biển số nè, tích hợp luôn cái xi nhan các bạn. Cái này là 450 á, 450. Rồi, ok. Cảm ơn các bạn coi clip của mình nha. Các bạn muốn mua phụ tùng hay là thay thế thì cứ đến với Yamaha Minh Long quận 12, địa chỉ 117A đường Lê Văn Khương, Hiệp Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Xe nhập R15, MT15, DR155, bên mình thì phụ tùng nói chung là đầy đủ cho các bạn hết. Các bạn muốn biết giá chính xác là bao nhiêu thì comment cho mình ở dưới nha. Ok, cảm ơn và tạm biệt các bạn.